Không, loại trái cây này thì bình thường đi ăn rất là thích ăn loại trái cây này. Đi ăn cái chuối. Nè. Chuối. Chúng ta xem. Nóng nhỉ. Nóng biết cái gì đó. Hello everyone. Hôm nay thì tôi thấy BB đang rất là mệt, nhưng mà đang kiểm tra xem là tình hình có cần thiết là đưa đi bệnh viện hay không. Thì tôi nấu cháo cho BB nhưng BB không ăn. Tất cả các mọi thứ đều từ BB, món ăn thường ngày BB thích, BB không thích ăn. Bố cũng có đóng làm mấy trái cây. Mấy trái cây để bằng BB sẽ ăn mấy trái cây. Không biết lý do tại sao nữa. Thầy ăn mấy trái cây này để BB ăn. Trời thì trời đang mưa. Đây toàn mình phải cái cây này đi đi hết trang hôm nay rồi. Loại trái cây này thì bình thường BB ăn rất là thích ăn loại trái cây này, như quả vải, mận với chuối. Bi không ăn cháo nên dậy ăn trái cây đi. Những này là đi ăn cái chuối. Nè. Ăn cái chuối. Sao vậy? Đấy, cái mận này. À, ta đây, ta đây. Biến đi. Hiểu vậy. Không biết anh hiểu vậy. Ừ? Ừ, chú em ngồi dậy, ngồi dậy đi. Ngồi dậy, ngồi đây. Ngồi đây.
Chuối ăn chuối ăn đấy. Đây 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 năm rưỡi mình à, biết rồi đây đây sao vậy này bên mình mà nhá nhá đi anh đi hả bị mấy này thì tao đấy nha. Suka ơi, chị ơi, Suka ơi, chị đâu? Đấy có bảo này, hai con ở nhà nhá. Dạ. Ừ thì bảo đưa đi đi khám đi bị mệt nóng lắm. Nha. Dạ. Nha ở nhà. Ở nhà nhá. Dạ. Ừ bảo ở nhà, bảo đưa đi khám. Thank you.
về đây. Không về đây sao? Sao vậy? Không về đây. Đây, ba đứa khảo nhé. Không sao nữa, đừng ngỏ. Ba xếp nhiều mà thế mà mình nhận tay khảo nhé. Đi đừng ngỏ, đi đừng ngỏ. Chiều nên là tầm này giờ tan sở tan làm nên là rất nhiều người đi lại, đường rất là dễ tắc, đường ủn tắc rất là nhiều. Nên là BB mệt nên BB ngủ.
có điều chỉnh về đường ruột giống mấy lần trước. Đường ruột bị thường xuyên. Mấy lần này là đi viện thường bao nhiêu rồi? Này thì nóng số như giống được chưa em? Số là giờ này không chịu ăn đâu. Bây giờ chưa nó còn ăn nên này không chịu ăn. Chết mệt thì nó còn ăn, giờ này mệt không ăn thôi. Cơm không ăn, chơi chơi là ơn. Nước không uống nữa. Anh chờ bắt nước. Không bằng mệt. Chị đây sợ. Không bảy chín. Không bảy chín. Không bảy, không bảy chín nha. Không bán chín nha. Bỏ ăn với lại anh kiểm tra thì đến 103 đuổi ép thôi. Tính ra là nó thành 40 độ C đó. Gần 40 độ C. Bắt đầu từ hôm nào? Từ hôm nay thôi, hôm nay bắt đầu mới có triệu chứng sáng. Ấy xong hôm qua ăn uống bình thường. Ăn uống ít. Sáng mình bao còn không ăn nữa. Sáng mình bao còn không ăn. Anh cứ nghĩ là người này có thứ mình bao. Cho ông sửa uống một ít. Cứ anh cho uống cà phê xong rồi lại và uống ít nước ép dứa. Nhưng uống ít lắm. Về nhà cho ăn trái cây không ăn. Cơm không ăn. Bình thường cơm khỏe lắm không ăn cơm. Giờ đến đấy kiểu đến bệnh viện là nhìn sợ chứ còn lại chừng mình buồn lắm. Thế là đo đi chừng.
vấn đề là không uống nước luôn đấy, chả uống không uống. Ăn thì ăn rất ít. Bình thường cơm ăn khỏe lắm, cơm ăn cháo ăn luôn. Hôm nay là không ăn luôn. Trên đây có ăn gì không? Toàn trái cây với lại cơm ấy thôi. Ăn đồ ăn là cũng cho sức khỏe. Hoa quả, rau củ chín. Thì sáng thì có ăn gì? Sáng thì ăn được một tí đông bao, một ít sữa. Ăn được mấy món mận. Ở đây thì có nửa cơm ép dứa. Ép dứa, cơm trôn hơn nha. Ở nhà ít chơi hơn này. Đi chơi buồn lắm. Thấy từng nó nhớ vừa từ quê ra thì nhớ anh rồi ra xong rồi mặt buồn lắm. Mình đang ngồi này không chịu đó nè, anh đang hôm nay ngồi ngồi ngoan cái làm gì đây. Đi ngoài thì đây không bao giờ chỉ đi về thêm một lần thế là bình thường không được đọc không được đọc hẳn chắc là máu hồi xưa nhưng chắc chỉ số tăng cường máu thiếu cái gì cho bạn mình sẽ ăn chút chưa không chờ